Với lại tôi thấy tôi cũng đóng cái mẫu người mà ông thích nữa. Vậy sao tôi với ông không thành một cặp đi? Bà giỡn với tôi cái gì? Không có vui nha. Tôi nói thiệt á. Hana, tôi cũng thích bà. Nhưng mà tôi chỉ thích như một người bạn thôi. Ông nói vậy là sao? Xin lỗi, nhưng quả thật tôi chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò với bà. Tôi nghĩ chúng ta không hề hẹn hò với nhau đâu. Là tại vì ông thích việc thi rồi đúng không? Tôi nói đúng quá chứ gì? Chuyện tôi thích ai không liên quan trong chuyện này. Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Thôi đi, cái tình bạn đó tôi không cần. Định là tại không phải thi. Hana, bà quá đáng lắm, tôi biết hết rồi. Biết hết? Vụ gì? Bà thuê Khoa tán tỉnh tôi. Bà có biết như vậy là bà quá đáng lắm không? Bà không nghĩ làm như vậy sẽ làm tôi tổn thương hả? Vậy là bà biết hết rồi hả? Ừ, tôi làm á. Rồi sao? Ai biểu bà dám giành người tôi thích chi? Tôi với Winner chỉ là bạn bình thường thôi. Bà đã có ghen tuông tầm bậy tầm bạ đó được không? Bạn bình thường? Bà tưởng tôi bị ngu hả? Bạn bình thường? Bà không biết là Winner thích bà thiệt á hả? Cái vụ cá độ là Winner làm biết bao nhiêu việc chỉ để kiếm tiền cho bà. Hay là trong những cái buổi tập trung ai là người lo lắng cho bà? Nhưng nó chỉ là vì gia đình của tôi và Winner nghèo giống nhau cho nên tôi mới... Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Winner thích bà, đó là sự thật. Nhưng đó không phải là lý do mà để bà ghét tôi đến như vậy. Dù gì tôi cũng xem bà là bạn tốt mà Anna. Bạn tốt hả? Đâu có thể nào vì hai chữ bạn tốt mà tôi có thể trao Winner cho bà được. Làm ơn biến khúc mắt tôi đi. Winner. Bộ Vi Thi, sao bà lại tới đây? Ủa bộ tôi không được tới hả? Tại tôi tưởng bà giận tôi nên bà không muốn nói chuyện với tôi chứ. Tôi xin lỗi nha. Cái gì cơ? Tôi xin lỗi vì lần trước tôi nặng lời với ông á. Chuyện đó hả? Tôi ổn mà. Tôi cũng quên rồi. Tôi nghĩ là bà cũng đâu cố tình đâu. Lúc Hana tức giận, Hana có lỡ lời nói với tôi ông từ chối bà tại vì tôi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến bà thôi. Không đáng đâu. Ông vì tôi mà bây giờ mọi người đều giận ông hết. Rồi ông còn ra khỏi nhóm nữa. Ông đừng vì tôi mà làm liên lụy đến bản thân nữa. Chuyện này là tôi tình nguyện mà. Với cả tôi không muốn bà lo lắng hay buồn phiền gì nữa. Việc ông đang làm là làm cho tôi lo lắng hay là buồn phiền rồi đó. Mà Winner nè, ông hứa với tôi được không? Từ đây về sau đừng có vì chuyện của tôi mà làm liên lụy đến bản thân của mình nữa. Nhưng mà ông hứa là tôi không gặp ông ở đâu á. Tôi đồng ý. Phải vậy chứ, hứa nha. Tôi hứa.